gửi mày ở tương lai. Đây là những lời mà tao muốn nói với mày, và mong một ngày mày sẽ nhìn lại và trân trọng nó. Vì tao, vì mày, hãy cố gắng sống thật tốt và đừng bao giờ dừng lại hay có ý nghĩ đến việc từ bỏ. Hãy làm những gì mày muốn và hãy sống trọn vẹn từng giây, từng phút cho tao, cho mày và cho cả cuộc đời này. Gửi mày ở tương lai. Và mỗi buổi sáng, có bao giờ mày tự hỏi tại sao mình được sinh ra trên đời này? Mình được sinh ra để trở thành điều gì? Và vì sao mình phải sống cuộc sống này không? Đôi khi con người chúng ta trăn trở một đời chỉ để tìm câu trả lời cho một câu hỏi, một đáp án, một lời giải thích cho cuộc truy đuổi hạnh phúc dường như là vô vọng này. Tao cũng đã từng thất bại, đã từng mắc sai lầm, đã từng như bao thằng đàn ông khác, đã từng ngô ngây, đã từng điên tiết lên, làm tổn thương những người xung quanh tao. Và rốt cuộc thì cũng chẳng để nhận được cái gì hết. Nhưng tao biết được rằng những sai lầm trong quá khứ đó chỉ là bắt đầu thôi, và mày sẽ còn mắc phải nhiều sai lầm hơn nữa. Nhưng quan trọng là mày hãy nhìn về tao và cố gắng đừng để những thứ trong quá khứ lặp lại nữa. Thích học gì thì cứ học thôi. Muốn làm gì thì bắt tay vào mà thử làm thôi. Đừng nên để tâm quá nhiều lời nói của những người xung quanh. Nhưng mày nên nhớ là làm gì thì làm, cũng phải tự nuôi được bản thân nha. Khi nào buồn quá hay mệt quá hay công việc có gì không ổn thì đi đâu đó đi. Những chuyến đi, những địa điểm, không gian, thời gian, con người, hãy bình tĩnh mà cảm nhận, mẹ sẽ thấy ổn hơn nhiều đó. Như cách tao đang thưởng thức ly nước này vậy. Matcha latte. Đừng có suốt ngày ở rú rú trong phòng. Đi ra ngoài tiếp xúc với nhiều người hơn. Đi đến nhiều nơi hơn đi. Như tao hôm nay này, code của tao bị bớt và tao vẫn chưa thể tìm ra con bớt đó ở đâu. Nên tao đi ra ngoài và làm cái clip này đó. Vậy rốt cuộc thì ý nghĩa của cuộc sống này là gì? Thật đáng tiếc, cho đến nay vẫn chưa có một ai hoặc chưa có một ngôn ngữ hay một từ điển nào có thể giải thích được trọn vẹn khái niệm này. Rất nhiều người nghĩ rằng đó là sự thành công, sự hoàn thiện, những điều mà quá hoàn hảo mà không cần thêm bất cứ sửa chữa nào. Nhưng đời người là một cuộc hành trình mà, và xã hội này ai cũng sống theo cái bản chất vốn có là không ngừng vươn lên. Nhưng cái mục đích đó đâu phải dễ thực hiện. Với tao ấy, ý nghĩa thật sự của cuộc sống là những thứ mà tao đang trải qua bây giờ này. Là từng ngày mà tao không ngừng nỗ lực để phấn đấu cho cái mục tiêu mà tao đã đặt ra. Và đương nhiên, nếu cái ngày đó, cái ngày mà tao thành công tới, đương nhiên tao sẽ không dừng lại.
và ta sẽ đạt ra một mục tiêu khác để phấn đấu tiếp chứ nhỉ? Đương nhiên rồi, có ai mà mãi mãi sung sướng, hạnh phúc hay thành công hay giàu có mà cảm thấy vui vẻ chưa? Phải những ngày nắng thì chúng ta mới biết yêu những ngày mưa. Và phải có những ngày đau đớn, thất bại thì chúng ta mới biết rơi nước mắt khi thành công. Gửi mẹ ở tương lai, nếu như mẹ đang cảm thấy buồn hay tuyệt vọng thì hãy coi cái video này của tao. Hãy mạnh mẽ lên và cố gắng, đừng bao giờ từ bỏ nhé. Vì hạnh phúc một ngày nào đó sẽ đến với mày thôi. Hoặc đôi khi chỉ là một ngày mà mày không ngờ hạnh phúc lại đến và gặp mày, giống như cách mà tao gặp được cô gái này vậy.